kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh của Xuất Đỉnh Audio. Trong video buổi tối ngày hôm nay là ngày 28 tháng 12 thì Xuất Đỉnh này tiếp tục về cho các bác những sản phẩm hàng bãi rất là chất. Video ngày hôm nay thì phân khúc tầm tiền trên 10 triệu một sản phẩm, gồm có một cái cặp loa JBL. Sản này thì thiết kế theo dạng loa cây cột và cặp loa thì nhìn thiết kế nó rất là sang, đúng chất của những dòng loa Mỹ gọi là cao to đen hôi. Cấu hình hai bắt thật 18, củ nam châm kép và củ bọc chống từ, và củ loa thì nó to đúng bằng mặt và một cái tép kèn ở chính giữa. Phối kép mà nói là một chiếc âm ly đờ lông có model là 1500R 25 mã. Âm ly này thì có cả điều khiển và dây nguồn đầy đủ hết. Dòng này thì cũng rất là nổi tiếng rồi. Và những dòng đờ lông thì dòng một model của 1500 thì được đánh giá cao hơn so với những dòng 2000. Cho nên bác nào mà đang cần chơi những chiếc âm ly cũng như những cặp loa bãi chất lượng thì hôm nay Xuân Đỉnh về để phục vụ cho các bác. Các bác có nhu cầu thì cứ alo trực tiếp cho Xuân Đỉnh theo số tọa trên bài là 0395 727 582. Địa chỉ cửa hàng là ngõ 42 đường Trần Cung, thành phố Hà Nội. Bây giờ thì Xuân Đỉnh sẽ quay chi tiết cũng như báo giá cho các bác về hai cái sản phẩm này. Thì nó cũng không có gì là đặc sắc cả, tại vì là ở đây thì Xuân Đỉnh nay về không được nhiều hàng, thì cũng chỉ có hai sản phẩm thì sẽ giới thiệu ngắn gọn cho các bác. Bên cạnh đó thì có một cái lô đĩa CD đây. Cái đĩa này thì Xuân Đỉnh sẽ quay trước cho các bác này. Những cái đĩa này thì là toàn là những dòng đĩa rất là chất này. Đĩa này là đĩa xịn luôn nhá, đĩa nước ngoài chứ không phải là đĩa ở Việt Nam đây. Những cái chất đĩa ở đây thì có 20 chiếc đĩa đủ các thể loại mà Xuân Đỉnh thực ra thì cũng không, đợt này cũng không có đầu đĩa CD đâu, nhưng mà những chiếc đĩa đây thì đều đã được kiểm tra và đã test đĩa còn rất là tốt này. Những dòng này thì rất là chất luôn nhé, đĩa xịn đấy chứ không phải là đĩa gì cả. Đây có 20 chiếc đầy đủ các thể loại nhạc cho các bác rất là nhiều, toàn là những dòng đĩa của nước ngoài. Dòng này thì cái chất CD của những dòng này thì cái tiếng nó rất là hay. Hay bác nào mà đang sử dụng những đầu đĩa CD mà cần những cái đĩa nước ngoài chất lượng thì cứ alo Xuân Đỉnh. 20 chiếc đĩa này thì Xuân Đỉnh bán cho các bác chỉ có 500.000 đồng. Đấy. Tổng 20 chiếc nhé. Giá là 500.000. Rất là nhiều các thể loại. Cái đĩa của ca sĩ này là ca sĩ rất là hay này. Nghe nhạc rất là thơ mộng. Sản xuất năm 2009 này. Da này, vodka này. Tổng 20 đĩa này thì mới có mức giá là 500.000 đồng thôi nhé. Nhưng nó sẽ chất lượng hơn những cái đĩa mà mình ghi ở những cái phôi thường rất là nhiều. Và đây toàn là những đĩa chất thôi. Có 20 chiếc để phục vụ cho các bác. Mức giá là 500.000 đồng. Còn bây giờ thì sẽ quay đến loa và âm ly. Cặp loa này là cặp loa JBL. Model của dòng này thì Xuân Đỉnh sẽ quay phía đằng sau. Loa thì nó khá là đầm tay. Model của dòng này là JBL SVA1600, trở kháng của loa là 8 ohm, made in USA. Dòng này được sản xuất tại Mỹ. Đây là hai rắc cầu loa đánh theo dạng B-way hai cầu. Đấy, cái cầu loa này cũng là quần zin luôn nhé, và có một cái tinh chỉnh độ nhạy. Đấy. Củ loa này rất là to. Đấy, Xuân Đỉnh đã soi đèn qua cái củ loa nó đúng bằng mặt luôn, và nằm trong kép 2 tầng của bọc chống từ. Cặp loa này thì nó rất là đầm, phù hợp cho các bác nghe ở những diện tích phòng lớn, thậm chí là hát karaoke. Những cặp loa này cũng rất là tuyệt vời luôn. Loa này chịu tải được công suất lớn. Hình thức thiết kế của loa thì nó hơi vảnh lên trên một chút, tức là nó hơi hướng lên trên. Đấy. Hai bát thật 18 gân cao su. Màng của dòng này thì nó sử dụng là màng giấy, và cái rốn của nó cũng rất là dị dạng, vẫn là rốn vải. Một tép họng kèn ở chính giữa, và cái phần loe của nó đường kính rất là to, nhìn cái loa rất là sang trọng. Tổng quan kích thước thì có chiều cao đạt là 95, chiều ngang 28 và chiều sâu đạt là 38. Và loa thì rất là đầm và chất. Dòng này thì các bác ghép những âm ly công suất lớn, những dòng sơn xui, đờ lông hoặc là những dòng Pioneer công suất lớn đánh cặp này rất là hay. Bên cạnh đó thì các bác có thể ghép vào những dòng châu Âu. Ở đây thì Xuân Đỉnh cũng không có âm ly châu Âu, mà chỉ ghép cho các bác là một chiếc âm ly của hãng đờ lông. Và tiếng dòng này thì nghe nó cũng rất là chắc tiếng. Tổng quan hình thức thì loa còn rất là đẹp. Hôm nay thì duy nhất chỉ có một cặp loa thôi. Giá thị trường những cái dòng loa này cũng rất là cao. Nhưng riêng đến với cửa hàng Xuân Đỉnh thì Xuân Đỉnh cũng nói rõ với các bác là cái quan điểm mua bán cũng như mình nhập được giá tốt thì sẽ bán cho các bác giá tốt, chứ không phải là hàng bị lỗi hay là hàng nó
bị làm sao cả. Còn đây là cách rất thông đồng. Bác nào tin tưởng thì các bác cũng sẽ biết được cái cách mà xuất đỉnh bán hàng rất là nhiều năm qua rồi. Cặp này thì xuất đỉnh giao lên với các bác mức giá là 11.500. Cặp loa JBL, model của dòng này là JBL SVA 1600 các bác nhé. Lỗ thông hơi phía đằng sau. Dòng này thì rất là chất, nhìn quay xa một chút để các bác có thể nhìn thấy rõ về cái hình thức của hai cái loa này. Nhìn nó rất là sang trọng. Chơi được những diện tích phòng lớn 30-40 m², thậm chí là các bác hát karaoke rất là tốt vì những cái cặp này thì củ loa rất là to và sẽ nó rất lợi về phần trung âm. Và các bác đầu tư một chiếc sub điện thì hát karaoke dòng này thì quá đẳng cấp rồi. Mức giá tiền cho cặp loa JBL 1600 ở đây là 11.500. Giá rất tốt và duy nhất chỉ có tại cửa hàng của Xuân Đình. Tiếp theo thì Xuân Đình sẽ quay cho các bác đó là một chiếc âm ly của hãng Đờ Lông. Hôm nay thì dòng này về còn có cả khiển luôn. Đó là Đờ Lông, model của nó là 1500R 25 mã. Size của nó size 44, mặt phay nhôm màu vàng chanh. Dòng này thì máy sử dụng hai nguồn riêng biệt đánh theo dạng monoblock. Hình thức thì còn rất là đẹp. Dòng này thì cũng đánh theo dạng bi-way 2 cầu. Đời ở ngoài đời cao. Những bác mà hay chơi về những dòng âm ly Đờ Lông thì vẫn đánh giá là những dòng Đờ Lông 1500 hay hơn so với dòng 2000. Mà Xuân Đình thì thật là cũng không chuyên môn lắm, nhưng mà ngừng lại thì cũng đã kiểm chứng cũng như test thì thấy những dòng 1500 đánh sẽ lực hơn. Đấy. Dòng này các bác ghép vào những dòng loa Bose, loa JB hoặc là những dòng loa Nhật Bass 2530 đánh cũng rất là tuyệt vời. Model của nó là 1500R 25 mã các bác nhé. Tổng quan hình thức ở đây thì chiếc âm ly nó còn rất là xuất sắc. Đấy. Và đây thì nội thất bên trong. Máy móc thì cứ đảm bảo nó nguyên zin, 4 sò 2 tụ và tản nhiệt của nó sẽ là hai bên, hai nguồn. Hình thức còn đẹp. Đằng sau các cái đường vào kết nối của nó còn rất là mới. Điện 100V, công suất của dòng này là 250W. Đấy, series của nó là 50005, series cũng rất là đẹp luôn. Đấy. Chiếc âm ly này thì cửa hàng Xuân Đình giao lưu với các bác mức giá thì cũng chỉ có 10.500.000 đồng. Giá này là giá rất là tốt tại cửa hàng Xuân Đình vì các bác cũng có thể là tham khảo giá, tại vì là hiện tại bây giờ thì rất là nhiều các kênh bán hàng cũng như những cái dòng sản phẩm này thì nó cũng rất là phổ biến, cho nên bác cứ tham khảo giá vô tư trước khi alo cho Xuân Đình. Những dòng này thì Xuân Đình cũng bán cũng như là giá này rất là tốt rồi. Âm ly Đờ Lông 1500R 25 mã mức giá là 10.500.000. Cặp loa JBL, model của nó là VSA hay là VST đây. VSA 1600. Đấy, các bác có thể check trên Google. Mức giá tiền cũng chỉ có 11.500.000. Và đây là hai sản phẩm mà Xuân Đình vừa quay chi tiết để phục vụ cho các bác. Cảm ơn các bác đã bớt chút thời gian theo dõi video cửa hàng. Và các bác có nhu cầu thì alo trực tiếp với Xuân Đình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.